Ok nhá, xin chào thể các bạn trở lại kênh của mình. Chúng ta cùng nhau quay trở về game Frenza Mộng Cơ. Bây giờ trước khi vào nội dung chính của video này, đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Hôm nay quay trở về game này, mình tiến hành sẽ nâng cấp cái con tướng Lily Nini này lên. Đấy, cái cặp Nini Lily này mình sẽ nâng cấp con này lên, tăng sao lên thành dạng 4 sao. Tại vì hiện tại các nguyên liệu đã đủ rồi, bao gồm có một con trùng nó thì đã có này, một con bóng đêm bất kỳ chắc chắn là con này rồi, và ba con hệ bất kỳ mà lên được một sao hồng đủ hết đúng không? Tại còn hôm nay thì tại sao nâng nó thì đơn giản điều là lần trước quay là dư một con. Cái thứ hai là trong cái chế độ này thì mình có đánh thử chút xíu, mình định lấy một cái con lẻ ra ấy để cho nó gánh cùng một cái team ấy, cho nó kế thừa cấp gánh cùng một team thì cho người xem thực tế là thấy nó cũng không gánh được. Nên nói chung là thôi, chắc là để lần sau lấy con khác và hỗ trợ thêm team ấy thôi. Nên chắc là đem hy sinh cái này làm nguyên liệu nâng cấp con kia đến 4 sao cho nó khỏe. Còn lúc đầu mình đang do dự chút xíu, mình sợ là biết đâu cho ở đây lại gánh được thì sao, nhưng mà thực tế là mấy cái cửa này khó quá, gánh không nổi. Nên cho người xem thực tế đánh vẫn hơi khó nhé, kiểu như không thấm thía gì mấy, nó cũng phải dồn dồn một tí mới mạnh được. Nên sau khi nó chết xong nó chuyển thành dạng con tấn công, nhưng mà gần như cũng không giải quyết được. Cái chế độ đánh ba team nó hơi khó một tí xíu ấy. Nhưng mà nó khó giai đoạn đầu khi bạn chưa nhiều tướng thôi, về sau nó đơn giản hơn nhiều. Đấy, bạn thấy không, đánh vẫn chưa win được, nên đằng nào cũng thua rồi, thôi mình giải tán. Ở con này khi mình luyện lên vậy mình tăng sức mạnh lên, thì trong một cái chế độ khác cũng đánh 3 team là cái chế độ trong cái đấu trường ấy. Trong đấu trường có cái đỉnh phong đấu trường đỉnh phong ấy này, thì bạn thấy mình lên là top 1 đúng không? Hai cái tuần đầu tiên đánh thì căn bản do mình không để ý, mình không đánh cái này nên nó không lên top. Và sau khi đánh này thì mình nên chia thành 3 team. Thì cái team đầu tiên là cái team này gần như là team mình auto thua, mình coi như là auto thua đi. Thì cái team số 1 mình coi như là team auto thua nhé, vì các chế độ 3 vs 3 mình chỉ cần thắng được khoảng tầm 2 team thôi, đúng không? Còn team số 2 đây, hiện tại thì team này đây mình dùng Alicia chủ lực, nên mình dùng chủ yếu thêm hai con ánh sáng để kích sức mạnh Alicia cân team thôi. Còn hai con hệ hỏa vứt vào cho nó có thôi. Còn team số 3 đấy thì mình nên cho nó gánh vào team số 3. Đấy, kết hợp cùng mấy con bóng tối và đi cùng với hai con khác là con Luna với lại con Lulu. Đấy, thì mình thấy là đã đủ sức cho mình có thể cân được để vô địch được cái này rồi. Nên thành ra bây giờ mình chỉ đơn giản là nâng nó khỏe hơn nữa để nó tiếp tục nó giữ vững được cái vị thế đấy trong giai đoạn đầu thôi. Còn về sau khi nó xuất hiện thêm con này con kia nữa tính sau. Đấy là một số cái dụ ý như thế. Thế là tiến hành nâng cấp lên nhé. Đây, nâng cấp lên vào nhân vật này, vào chỗ tăng sao thì tiến hành nâng cấp thôi. Bây giờ không còn do dự nữa. Còn nếu mà cho nó vào team 3v3 mà nó gánh được cái được cái thử thách kia VR kia ấy là chưa chắc đã dám nâng luôn đâu. Nhưng mà vì nó không gánh được thì tôi ta cho lên nó mạnh hẳn luôn. Còn trong các chế độ chơi đơn thì con này đóng vai trò là con tanh chính thôi, thì vứt thành là tanh chính thôi. Và nó phụ tí đam. Rồi ok nhá, chọn những con này vào. Rồi sau đó mình tiến hành nâng cấp lên thôi. Đủ hết tất cả mọi thứ thì cái chỉ số từ HP này, công kích này, phòng ngự, tốc độ đều tốc độ không tăng thôi. Còn ba chỉ số trên sẽ tăng lên. Nói chung là cứ phải tăng sao lên mới khỏe được, đúng không? Tăng sao lên cho mình thêm 1.000 cái điểm này nữa, lấy cái điểm này đi nâng cấp tiếp. Rồi sau khi nâng xong lại chui ra ngoài. Thì nâng xong bây giờ bên ngoài đây thì ví dụ chỗ trong này đây, trong chỗ hợp thương tác chiến này được hơn 2.000 điểm thì tôi chắc nâng tiếp cái công rồi. Mặc dù con đấy con bên này muốn nó mạnh lên phải nâng bên này đúng không? Nhưng thực tế mình toàn nâng cái này thôi. Giờ nâng thêm một tí xíu được đấy thôi. Đó là mình được thêm sức mạnh rồi. Còn bây giờ sau khi nâng cấp nó xong rồi thì chắc chắn nó mạnh lên rồi, nhưng mà tuy nhiên để xem nó mạnh đến cỡ nào thì ta lại thử vận may, thử xem tí cho mấy chế độ nhé. Trong đấu trường hiện tại thì vẫn chưa thấy vấn đề gì lắm, đấu trường rất ổn. Mà xem qua một trận đấu trường ấy, đấu trường ví dụ ở đây mình vào mình lại tìm những bạn đây, ví dụ bạn Sauron. Bạn Sauron bạn chơi là cũng tận 4 con bóng tối này cũng kinh khủng đấy chứ. 4 con bóng tối mà đa số toàn dao động từ khoảng tầm 3 sao 4 sao đúng không? Thì đây hiện tại đây vẫn đội hình như vậy nhé, mình vẫn chơi là hai bóng tối với lại 3 ánh sáng tấn công thử nhé. Hiện tại là bây giờ cái lượng máu thứ là nó cao hơn là con Alicia một chút rồi đấy, nhưng mà rất nhiều đội châu bò vẫn thấy Alicia vẫn trâu hơn tí. Nói chung là vẫn chết cái con đầu tiên cũng khá là nhanh đó. Nó hút bớt đam và nó bị sốc cũng trình đó. Nói chung vẫn là hai con Alicia đánh nhau. Ồ, phát này còn thua này, đánh lại phát nữa nhé. Rồi đánh lại. Được, tìm bạn Sauron đánh lại. Xem nãy là một tai nạn hay là luôn luôn thua. Thì vừa nâng cấp xong chưa khoe là cái gì đã thấy thua một trận rồi. À mình ăn choáng chúng Alicia khá nhiều lần nhé. Thì nó bị khống chế rất nhiều.
Nên chắc nãy mình nghĩ là một sự đen đủi khi bị choáng nhiều thôi. Mình nghĩ là nếu hiệu ứng nó đỏ hơn tí xíu thì chắc không sao đâu. Nhưng lần này bạn thấy mọi thứ có vẻ nó khả thi hơn một chút xíu. Mình có thể xem rồi, ok win không? Tức là nói chung có chút sự hên xui vấn đề là gây choáng. Lần nãy có lẽ là mình bị choáng hơi nhiều thì đánh thêm mấy lần đi. Mình nghĩ là chả mấy khi được thua nên là cũng phải đánh thêm vài lần tí. Đánh giao lưu tí xem cái tỷ lệ hiệu ứng hên xui của mình nó như thế nào mà. Nếu mà xui hên xui nó ngang ngang nhau là nguy hiểm đấy. Còn nếu mà tỷ lệ lâu lâu với thua một lần thì không vấn đề đâu. Tại vì nghĩ là hiệu ứng thì đôi khi đen đen một hôm không sao. Nên tiếp tục đánh tiếp nhé. Có mấy lượt miễn phí đánh được hết đi. Còn con này mình tạm thời sẽ dừng ở mức độ 4 sao hồng. Tại vì hiện tại bây giờ mà quay cố nữa thì áp lực lắm, thì cấp sau nó phải cần tận 2 con thôi. Nên thôi mình nghĩ là tạm thời cứ để mức 4 sao đó. Đang trong cái giai đoạn hiệu ứng nó nhiều thì thỉnh thoảng nó đen nó dính hiệu ứng mình chấp nhận. Con này dính hiệu ứng tương đối nhiều. Có lẽ hôm nào mình phải lắp thêm một con hiệu ứng gì đó vào. Thật ra hiệu ứng mình vẫn đang có đấy, nhưng mà nó chưa nhiều lắm đâu. Đây con này mình lại thua đúng không? Tiếp tục đánh lại lần nữa nhé. Mình rất thích xem những trận mà có thua ấy. Mình sẽ đi tìm cái bạn mình đánh thua nhiều. Mình thì vẫn phải trung thành với ánh sáng nhiều hơn. Tại vì mình dồn Alicia nhiều nên là mình không tiện chơi nhiều bóng tối lắm. Thứ hai bóng tối bây giờ thì một số con, ví dụ trong team của bạn Soron có hai cái con trong banner trước thôi, mình bỏ qua mất rồi. Hai con đợt trước là mình không có lấy, tại vì đợt đấy mình phải tiết kiệm tài nguyên. Con này bắt đầu mình lấy tiếp con này nên là mình có một số con mình sẽ không có. Hiện tại thì lại đánh 3 trận là đang thua 2 thắng 1 nhé. Đánh nhiều một chút xíu mà tí. Đấy, thấy bạn này khỏe đấy. Đấy, phát này lại thắng là tỷ lệ thành 2 đều. Chúng đánh nhiều tí xem thế nào. Bạn này hiện tại đây là đang bao nhiêu nhỉ? Tại mình chả biết khi kia, đây là tầm này VIP 9. VIP 9 thì chắc là ngang nhau à? Mình là VIP mấy nhỉ? Mình ở đây hiện tại đang VIP 9, hai ông VIP 9 với nhau. Tiếp tục đánh test tiếp nhau, đây là đánh vui vẻ nhé. Tại vì tự nhiên là có được một bạn đánh được mình nên là mình bắt đầu mới có cá thể cho người xem. Chứ cũng không phải ghét bùa, không phải ghét gì nhau đâu nhé. Đây chỉ đơn giản là đánh test một tí rồi quay video rồi test một tí rồi. Đây là đến tận thứ 5, hiện tại tỷ lệ là 2 đều nhé. Đánh 4 trận mỗi bên thắng 2. Tại bây giờ tướng chỉ có mấy nhiêu con nên mình không thể thay đổi tướng được. Nên mình sẽ thử nhiều một tí thôi. Sát này thì nhiều khả năng mình lại thắng không? Hiện tại đánh 5 trận mình thắng được 3 trận này. Tiếp tục nhé. Phải thử nhiều một chút xíu rồi mới xem được. Bắt đầu lại tỷ lệ thắng bắt đầu lại cao trở lại đấy, mình bắt đầu dẫn trước ở 2 trận nữa. Còn đánh nốt lần này nữa, nếu mà win tiếp thì tốt nhé, không win thì cũng thôi nhé. Đánh qua một tí thì biết rồi nhé. Nói chung tổng thể thì vẫn ổn, nếu tình quả có thua một tí thì chấp nhận. Mình phải giải đều tài nguyên thì lấy thêm 1-2 con nữa để cân một cái team số 3 nữa, nên mình không thể dồn thêm mà đánh cố làm gì. Cái này nhiều khả năng sẽ win đâu. Cái này con Nini sống lâu hơn lần trước. Nói chung là lên 4 sao thì thấy có xác suất nó sống sót được, nhưng vẫn phải có yếu tố may mắn một chút xíu chứ. Còn lúc mà 3 sao thì gần như nó vẫn sẽ chết rất sớm. Lên 4 sao là có sự trâu bò hơn. Rồi bây giờ quay về số cái chế độ mình đang kẹt xem liệu có đánh thêm một tí gì không. Thế này mình sẽ quay về mấy cái map phụ bản nhé, mấy cái map để khó vãi trưởng. Đó là những cái map gần cuối đánh à, có thể hôm nay mình càng quen hết mấy cái lượt này rồi. Thế thì quay sang cái chiến cái nguyện vô tận. Cái này có một cái cửa đang kẹt ở tầng 354. Thử xem nó nâng lên tí xíu có đi được cửa này không. Ở trong này mình đang đánh là để là 3 bóng tối với 2 ánh sáng. Thử tí biết đâu được.
còn đánh vẫn thua nên phải chấp nhận thôi. Tại mấy con này bây giờ mấy cái tầng sau nó rất là khỏe, xác suất thắng nó cũng hên xui. Ít nhất là bạn thấy ít nhất là hiện tượng nó không bị chết cùng lúc với mấy con này, nó vẫn sẽ chết trước Alicia nhưng mà nó sẽ sống lâu hơn chút rồi. Và nếu có điều kiện nâng lên cao hơn nữa chắc nó sẽ trâu nữa, nhưng mà thôi điều kiện không cho phép. Cái này nó có chỗ nó có nhiều đội quân, nhưng giết xong cái con này xong lại ra tiếp con tiếp đấy. À không, à cái này có một đội quân à vậy thì quy được rồi này. Mà mình nhớ nhầm ra mấy cái phụ bản, mấy cái phụ bản là nhiều tốt quân, cái này có một tốt thôi. Đấy, như vậy nó giúp mình vượt qua được cửa 354 đã kẹt này, được đi tiếp đấy, đi xem có kẹt tiếp không ấy mà. Nói chung là cái này nó có những cái rất nhiều ải mà cái kiểu là cứ mạnh lên tí đi thêm tí thôi, chứ còn cũng chả biết lúc nào mà dừng được. Ok, biết kìm búp một lớp kiên, không kìm búp kiên nữa. Như vậy là giúp mình đi thêm được số cửa chứ, hết bị kẹt. Nhưng mà đi thêm một tí chắc lại kẹt tiếp ấy mà. Giờ tường game bây giờ hiện tại khoảng tầm một tuần nó ra một cái banner một lần. Nên thành ra bây giờ mà nếu mà cứ đú lên nhiều quá thì cũng chưa ổn. Thì mình đang chọn giải pháp thôi, thì mình nghĩ là tầm giai đoạn này với tầm trung thì tầm 3 sao đẹp. Còn tầm top một tí thì 4 đến 5 sao. Đấy mình nghĩ là tầm này vậy. Xong rồi sau bắt đầu khi về sau chơi lâu hơn, khi mà banner nó comeback nhiều là mình lên những con, lên tận cái sao phẩm cao hơn nữa. Đấy thì nó sẽ hay hơn. Chứ bây giờ mà cố phát lên luôn mấy con sao không lấy được thì cũng chả đem gì. Đó, mình nghĩ là đội hình nó đều một tí xíu là được. Với mặt bằng trong server F1 này của bản Việt Nam này thì chưa thấy cái vấn đề gì quá áp lực phải lên sao sớm rồi. Bắt đầu lại kẹt lại rồi nhé. Bây giờ quay trở về trong cái map xem có bị em nhé. Cái map này đang kẹt ở cái cửa này, là cái cửa có hai tốc quân. Đây là đánh thử xem có quy được không. Thì mình đang chơi thử đội hình là 3 tanh. Là mình vứt hết cả ánh sáng thì chơi đúng Alicia ánh sáng thôi. Chơi vậy thì mình không búp được đam Galicia lên, nhưng mà bù lại mình đang chơi kiểu tăng sự chống chịu lên. Không biết có chịu nổi đòn không, cũng chịu thôi. Trước mắt là chết cái con Coco hơi sớm này. Cái trụ đỉnh rất là trâu nhé. Ba con tanh có trụ được không? Nếu mà nó có hai top, giết xong cái top quân này ra top quân tiếp thì nó nguy hiểm cho đấy. Nói chung có vẻ vẫn hơi bị quá sức luôn, chưa đánh được. Nhưng mình vừa dùng sang mạng thứ hai của Alicia rồi. Nini nó vẫn chưa giúp mình, Nini vẫn chưa giúp mình cân được cái chỗ team 1. Nó vẫn chết trong cái phạm vi team 1. Nói vậy vẫn chưa được nhé, vẫn hơi bị quá tải cái chỗ này. Còn trong cái đấu trường với lại trong cái mấy cái tế độ bình thường cái thứ thì cơ bản thì trước khi lên được ấy cũng đã win được rồi. Còn bây giờ thôi thì lấy một chút video ngắn một chút xíu que bạn chút lên thêm một giờ được một ngôi sao nữa. Bây giờ cho người nhìn lại cái chút cái chỗ tăng sao khi lên sao tiếp theo nhé. Thì để lên sao tiếp theo của con Nini này thì bạn sẽ cần là hai con trùng nó giống con Alicia thôi. Hai con trùng nó đi cùng con bóng tối bất kỳ một sao hồng, thì bạn sẽ tập trung vào con bóng tối bất kỳ một sao hồng, tập trung vào cái con tanh hay chơi ấy, là con này này. Để con này con hiếm hoi lên thôi. Con này lại cần là một con giống nó thì rất dễ kiếm đúng không? Và một con người hệ bất kỳ lên được một sao hồng. Đấy thì để mình có thể kiếm được con đấy. Và bên cạnh đó là một con hệ bất kỳ 4 sao hồng cũng rất là khoai nhá. Cái chung cái này một con bất kỳ 4 sao hồng thì con đấy có thể ví dụ như của mình đã có con Lulu nó 3 sao sẵn rồi sao ấy. À, con này có 2 sao lên 3 sao cần phải lên 4 sao đấy. Cái này trong cái video mà mình ở đây con này cũng có 3 sao rồi, con này hệ ánh sáng nó sẽ tốn hơn. Con bất kỳ 4 sao hồng thì như cái đấy là trong cái video của Alicia cho các bạn xem rồi. Ở đây nhất thời mình quên rồi. Đấy, thì nói chung cho người biết qua nguyên liệu cấp sao tiếp theo để mà hiểu cái độ khó nào. Thế tại sao vì sao nhiều khi không muốn cố lên. Tại bây giờ muốn lên được cái này ấy, thì gần như chắc chắn là 99% phải mua nốt cái gói còn lại. Cái gói 8.200 ấy, để lấy một con, sau đó quay cố cái banner thì may ra mới đủ được. Thế này ra nó cũng không vội được ấy. Nên tốt nhất là chờ lúc nào comeback thì lên sau.
Với lại thực ra cũng nên mấy con tanh thì thôi lên tầm mình nghĩ là 3 sao hồng đến 4 sao hồng là ok rồi. Còn lại cũng phải nên dồn một con đam chủ lực lên 5 sao sớm thì sẽ hay hơn, 5 sao hồng sớm sẽ hay hơn. Thế thì phải có đam to để tanh được, mà không giết được địch thì cũng không giải quyết được gì. Còn vẫn hay bảo các bạn là con Nini này nó chỉ là con phụ đam thôi, còn nhiệm vụ chính là tanh chứ không phải là con đam, và búp hiệu ứng cái thứ lên thôi. Nên thành ra là mình cũng không phải kỳ vọng quá nhiều vào sát thương nó được. Ở trong giai đoạn đầu tất cả mọi người đều đang ít tướng ấy, thì có thể dùng nó con gánh đam một team được. Ví dụ mình đang dùng gánh đam cho cái team 3v3 đúng không, cái chỗ 3v3 đang dùng được, nhưng mà về sau nó sẽ không được nữa, nên mình phải xác định tinh thần như thế và chọn tướng nó phù hợp. Và thôi, video này tạm thời mình sẽ kết thúc ở đây nhé. Thì bạn nào thấy video thú vị cho bạn thì đừng quên là like, đăng ký kênh của cho mình. Còn bây giờ xin chào, hẹn lại các bạn các video lần sau. Xin chào các bạn nhé. Xin chào nhé.